trong chiên vị miso. Mà sao lúc xa Vì sao mà sức đẹp à? Vị miso Hồ Cái Đồ đấy. Hồ Cái Đồ miso là mình nhìn thấy đấy. Hồ Cái Đồ miso là mình nhìn thấy đấy. Hồ Cái Đồ miso là mình là cho hai phần ăn nè, hai người. Gạo để in nè. Súp này cái mùi nó rất là thơm. Có để súp của in. Súp là cái mồm, à tao cũng một súp bây giờ mà tao mình đặc kệ. Ok.
Cái mùi miso thơm. Sapporo miso ramen. おいしい。あ、おいしい。やっぱり日本のラーメン美味しいな。うん。やっぱ日本人から。そうそうそう。日本のラーメン美味しい一番思うな。 Thank you.